Xin chào mọi người nha. Thì hôm nay thì tiếp tục về các cái video mình giới thiệu về các cái đồ cho phòng thu studio. Thì mình giới thiệu tiếp cho các bạn một cái thiết bị mà đối với các cái phòng thu lớn hoặc là các studio mà có nhiều đồ cứng nên dùng và bắt buộc phải dùng. Đó là Backbay. Vậy thì Backbay là gì? Backbay là thiết bị để kết nối các phần cứng, đúng không? Về và audio interface hoặc là các cái mixer mà các bạn không cần phải, khi mà các bạn cần thay đổi một cái gì đấy trong cái chuỗi phần cứng của mình thì các bạn không cần phải chui xuống để rút ra cắm vào, nó rất mất thời gian, rất bất tiện. Các bạn chỉ cần setup một lần lên Backbay và sau đó từ Backbay các bạn có thể setup tất cả mọi thứ in-out theo tùy của các bạn. Có thể cắm com mê quay các thứ vào trong interface rất thoải mái mà không cần phải chui chui cầm bàn, thấy không? Đấy là tác dụng của Backbay. Và một cái điều lưu ý ấy, là Backbay nó chỉ là nhiệm vụ routing phần cứng, routing các cái đường âm thanh đến interface, đến mixer, chứ nó không phải là thiết bị để mở rộng các cái đường âm thanh cho interface, thấy không? Ví dụ như interface của bạn có 2 in 2 out mà các bạn mua Backbay về 3 in 3 out thì nó cũng chỉ có 2 in 2 out thôi, chứ nó không mở rộng lên 3 in 3 out đâu. Ông nào bán hàng mà bảo là con này mở rộng phần cứng của interface đang bị chăn gà, không? Đang lừa gà đấy. Vì vậy là nên phải cố gắng search Google nhiều để không bị chăn gà, không? Rồi. Tiếp theo thì Backbay ấy, thì nó có rất nhiều dạng. Một là Backbay về Canon XR, hai là Backbay về TRS, ba là Backbay về DB25, Bantam hoặc là TRS DB25. Thì mấy cái đấy thì TRS thì các bạn biết rồi, còn cái Bantam thì chắc là mới, không? Thì đây là các cái dây cắm. Đầu tiên là dây cắm TS hay mình gọi là mono ấy. Đây là cái dây TS nha. Mình hay gọi là mono. Đây là dây TRS, không? Đây. Dây TRS này. TRS này. Còn đây là dây Bantam này. Đấy. Ba cái dây này nó rất rất chỉ khác nhau. Rồi. Trong cái tiếp tục ấy là về phần Backbay ấy, thì ở đây mình dùng cái Backbay của con này là con TP25 này nhá. Đây là một đường in, một đường out vào. Rồi, đường in, đường out. Đấy. Đây là in đường out, in out này. Đây. Và chạy qua DB25. Vậy thì trong cái Backbay nó có ba dạng setup. Một là setup về phần full normal, hai phần setup về dạng half normal và ba setup về dạng non normal. Tức là sao? Setup đầu tiên là bình thường, setup thứ hai là một nửa bình thường và setup thứ ba là không bình thường. Không bình thường, mình nói về không bình thường trước. Không bình thường trước ấy thì đường nào nó ăn đường đấy, ví dụ đường in ăn đường in, đường out ăn đường out, hai cái này nó không dính vào nhau, bỏ qua, đúng không? Đấy là setup dạng bình thường. Cái thứ hai ấy, là setup dạng full normal, tức là setup dạng bình thường thì sao? Setup dạng bình thường ấy thì luôn luôn âm thanh từ cái cổng in với cổng out luôn luôn thông nhau, nhưng mà khi các bạn cắm đường âm thanh vào cổng trên, cổng trên nhá, nhớ cổng trên này, thì ngay lập tức nó disable cổng dưới. Tức là các bạn cũng có thể là cắm thêm cái dây vào cổng dưới, đúng không? Cắm thêm cái dây vào cổng dưới để lấy âm thanh vào cổng dưới, nhưng mà nó sẽ không cho âm thanh đi vào cổng dưới, là bỏ qua, đúng không? Đấy là tác dụng của dạng normal, đúng không? Bình thường. Còn một dạng nữa là dạng half normal, là một nửa bình thường thì sao? Một nửa bình thường cái này nó vẫn thông nhau nhá, nhưng mà khi các bạn cắm ở dưới thì nó ngay lập tức là nó phá vỡ cái liên kết link giữa hai cái đường in out này, và đường nào ăn đường đó, in là ăn vào in, out ăn vào out, đường trên ăn đường bên trên, đường dưới ăn đường dưới, không? Hai đường này sẽ không được link vào nhau. Còn một cái dạng cắm thứ hai của half normal ấy là các bạn cắm dây phía trên, không? Cắm dây phía trên này, đây, thì thế nào? Thì âm thanh ấy nó vẫn thông hai cái đường này nhau nhá, và âm thanh nó tiếp tục nó đi ra theo cái đường này, đường phía trên nó đi ra. Cái này nó rất tiện cho các bạn nhé, cái độ chế độ half normal này. Là nó rất tiện, là nó tốn thêm cái ổ cắm, tức là nó tốn thêm cái Backbay, nhưng mà
nó lại tiết kiệm cái dây backplate này cho các bạn, thấy không? Ví dụ như này, mình đang cắm một cái summing đi, thấy không? Hai đường này đường đường summing đi, thấy không? Đường này là đường liên kết về đâu đó. Nhưng mà mình muốn cho nó send đi, tức là mình muốn gửi nó đi cái đường summing đó, mình gửi qua một cái đồ cứng, thấy không? Thì mình cắm một cái chế độ HNM này, nó sẽ gửi âm thanh qua cái đồ cứng đấy, xong mình giả nó về thôi, rất là đơn giản, thấy không? Hoặc là mình send cái tín hiệu về reverb các thứ, thấy không? Rất là hay. Hoặc là mình dùng có thể là mình dùng cái chế độ cắm hai cái dây vào trên này, đúng không? Chế độ đầu tiên là mình cắm cái này để mình cho ra reverb này, đúng không? Âm thanh tiếp tục ra reverb và nó sẽ trả về cái summing, đúng không? Còn thứ hai ấy, là mình cắm ở dưới và cắm ở trên. Thì mình ví dụ mình có một cái com, mình ngay muốn com ngay ở những cái đường đấy thì mình cắm như này, mình đưa ra cái đường com đấy thì rất chi là tiện vời, đúng không? Thì trên cái com đấy nó sẽ ăn thẳng vào cái đường summing luôn, đường audio mình đang xử lý luôn. Đây là tác dụng của backplate, đúng không? Và mình chỉ giới thiệu một số các cái chức năng chính về backplate thôi, đúng không? Các bạn có thể mua backplate này tùy và để dùng nhé.